Tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ Philippines trên sân khách trong trận đấu vòng loại 2 World Cup 2026, và chiến thắng này không phải là chuyện bất ngờ. Đây đã là trận thắng thứ 6 liên tiếp của đội bóng áo đỏ trước Philippines trên mọi đấu trường, chấm dứt chuỗi thất bại đã kéo dài từ năm 2012. Trước trận đấu quan trọng này, đội tuyển Philippines đã gọi đội hình già nua, với nhiều lão tướng, và chiến thắng của tuyển Việt Nam đã được dự đoán rộng rãi. Tuy nhiên, thắng là một chuyện, cách thắng lại là chuyện khác. Trong trận đấu này, lối chơi của tuyển Việt Nam đã thay đổi rõ rệt. Các cầu thủ không còn chơi an toàn và giữ bóng quá lâu như trước, mà đã tự tin hơn trong việc tấn công và đưa trái bóng về phía trước mỗi khi giành quyền kiểm soát. Huấn luyện viên Chu Xie đã nhấn mạnh rằng đây là bước tiến tiếp theo trong quá trình thay đổi triết lý bóng đá của đội tuyển Việt Nam. Ban đầu, các cầu thủ chỉ tập trung vào việc cải thiện kỹ năng chuyền bóng và xử lý bóng an toàn, nhưng trong trận đấu này, họ đã thể hiện sự tự tin hơn trong việc tấn công. Thống kê cho thấy tuyển Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 236 đường chuyền hướng về phía khung thành đối thủ, chiếm 37% tổng số đường chuyền trong trận đấu. Tỷ lệ chính xác của các đường chuyền này đạt 75%, con số ấn tượng. Đồng thời, tuyển Việt Nam cũng có 152 đường chuyền về, chiếm 23% tổng số đường chuyền và đạt tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối với 151 lần chuyền thành công. Tuyển Việt Nam đã thể hiện sự linh hoạt trong chiến thuật khi đánh bại đội tuyển Philippines với một phong cách mới trong trận đấu vòng loại World Cup 2026. Các con số chuyền bóng của tuyển Việt Nam cũng rất ấn tượng, với 134 đường chuyền vào 1/3 sân của đối thủ và 17 đường chuyền thẳng vào vòng cấm đối thủ. Điều này cho thấy đội tuyển không còn chơi thụ động và cầm bóng như trong các trận giao hữu. Thậm chí, bàn thắng của Văn Toàn đã xuất phát từ một đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội. Huấn luyện viên Chu Xie đã giải thích rằng tuyển Việt Nam không ưu tiên kiểm soát bóng nhiều mà thực tập luyện và điều chỉnh chiến thuật tấn công tùy theo đối thủ. Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tấn công được rèn luyện kỹ lưỡng, không dựa vào may mắn. Trong trận đấu này, tuyển Việt Nam cũng đã thể hiện sự linh hoạt khi chuyển sang chiến thuật phòng ngự phản công trong hiệp 2 để đối phó với áp lực từ đội chủ nhà. Bàn thắng quyết định của Nguyễn Đình Bắc đến từ một pha phản công xuất sắc. Đây là những ví dụ cho thấy tầm ảnh hưởng mà huấn luyện viên Chu Xie đã mang đến cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian ông cầm quân. Tuyển Việt Nam đã thể hiện sự linh hoạt trong chiến thuật khi đánh bại đội tuyển Philippines với một phong cách mới trong trận đấu vòng loại World Cup 2026. Các con số chuyền bóng của tuyển Việt Nam cũng rất ấn tượng, với 134 đường chuyền vào 1/3 sân của đối thủ và 17 đường chuyền thẳng vào vòng cấm đối thủ. Điều này cho thấy đội tuyển không còn chơi thụ động và cầm bóng như trong các trận giao hữu. Thậm chí, bàn thắng của Văn Toàn đã xuất phát từ một đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội. Huấn luyện viên Chu Xie đã giải thích rằng tuyển Việt Nam không ưu tiên kiểm soát bóng nhiều mà thực tập luyện và điều chỉnh chiến thuật tấn công tùy theo đối thủ. Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tấn công được rèn luyện kỹ lưỡng, không dựa vào may mắn. Trong trận đấu này, tuyển Việt Nam cũng đã thể hiện sự linh hoạt khi chuyển sang chiến thuật phòng ngự phản công trong hiệp 2 để đối phó với áp lực từ đội chủ nhà. Bàn thắng quyết định của Nguyễn Đình Bắc đến từ một pha phản công xuất sắc. Đây là những ví dụ cho thấy tầm ảnh hưởng mà huấn luyện viên Chu Xie đã mang đến cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian ông cầm quân.